cử nhân sự lãnh đạo VFF khóa 9. Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn được dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức danh Chủ tịch khóa 9 2022-2026. Theo công bố từ VFF, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022-2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Trước thêm sự kiện quan trọng này, cơ cấu nhân sự là một trong những vấn đề được quan tâm nhất. Trong đề án được thông qua hồi đầu tháng 8 năm nay, Ban chấp hành của VFF khóa 9 sẽ bao gồm 17 thành viên, một chủ tịch, 3 phó chủ tịch chuyên môn, tài chính, truyền thông, đối ngoại và 13 ủy viên. Các ứng viên sẽ được chọn ra từ sự đề cử của 74 tổ chức thành viên thuộc VFF. Theo khảo sát và thăm dò ý kiến sơ bộ, ông Trần Quốc Tuấn đang là người nhận được nhiều đề cử nhất cho vị trí chủ tịch VFF khóa 9. Ông Tuấn đã đảm nhiệm chức danh quyền chủ tịch VFF khóa 8 từ tháng 1 năm nay, sau khi ông Lê Khánh Hải thôi chức chủ tịch. Quyền chủ tịch Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1971, ông từng kinh qua các vị trí tổng thư ký VFF, phó chủ tịch VFF. Năm 2019, ông Tuấn được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bổ nhiệm chức danh chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC. Ngoài ông Tuấn, một số thành viên khác trong thường trực ban chấp hành VFF khóa 8 cũng tiếp tục được đề cử cho các vị trí chủ chốt của khóa mới. Cụ thể, ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực khóa 8, được đề cử chức phó chủ tịch chuyên môn VFF. Ông Cao Văn Chóng, phó chủ tịch truyền thông khóa 8, tiếp tục được đề cử vào vị trí đương nhiệm ở khóa 9. Ông Lê Văn Thành, phó chủ tịch tài chính khóa 8, được đề cử vào vị trí đương nhiệm ở khóa mới. Tính đến lúc này, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, liên đoàn đã nhận được đề cử từ nhiều đơn vị thành viên nhưng một vài trường hợp vẫn chưa có văn bản chính thức. Theo kế hoạch, hạn cuối để các tổ chức gửi danh sách đề cử ứng viên khóa 9 là đến hết ngày 6 tháng 9.